Họ vẫn có những nhu cầu về chỗ ở, ăn ở, tình dục, và những họ những phải đó, nhưng mà cái việc mình giúp họ nó sẽ khác, nó sẽ ít hơn là những người nào hoàn toàn nhanh lên quá già và bệnh tật luôn hết. Hai cho tôi cũng thấy là một ở tuần số 1 là ở cấp 1.